mới nhất nữa tại channel Hello Atlanta. Thì hiện tại thì Brian đang trên đường để từ Boston để đi đến tiểu bang Maine các bạn, là một tiểu bang giáp ở phía bắc luôn, tức là rất là gần với Canada luôn các bạn, tức là mình đi lên tuốt phía bắc của nước Mỹ luôn các bạn. Hiện tại thì thời tiết khá là lạnh nhưng mà mình ngồi trong xe thì cũng không có lạnh lắm, nhưng mà cái quãng đường từ Boston, từ chỗ mình ở thành phố Boston lên cái chỗ này gọi là Booth Bay Harbor các bạn, thì nó mất 2 tiếng 50 phút để mà lái xe. Thì mình đang đi qua cái đoạn đường lên phía tiểu bang New Hampshire này các bạn, thấy là lá cây hai bên đường cực kỳ đẹp luôn. Thì hiện tại đang là mùa thu ở nước Mỹ như mình nói ở những cái video trước, thì cho nên thì lá cây chuyển màu rất là đẹp, đặc biệt là các tiểu bang ở vùng phía bắc như là các tiểu bang ở khu vực New England như thế này thì sẽ rất là tuyệt vời để các bạn đi chơi các bạn. Ok, thì Brian lái còn khoảng 2 tiếng nữa là sẽ tới tiểu bang Maine. Đó chính là cái khu vực Booth Bay Harbor, một cái địa điểm nó nằm ở dọc cái bờ biển luôn các bạn, cho nên thì mình sẽ không biết như thế nào, nhưng mà sẽ rất là háo hức đây, bởi vì những cái nơi mà mình chưa tới thì mình sẽ rất là gọi là rất là háo hức muốn đi tới để mà khám phá nó. Ok, thì còn khoảng 2 tiếng nữa thì mình sẽ tới Maine, thì mình sẽ quay video cho các bạn xem nha. Ok các bạn, tới đây thì ở đây có rất là nhiều những cái trạm thu phí nha các bạn. Ở cái khu vực phía bắc này có rất là nhiều những cái trạm thu phí ở đây. Đi ở các tiểu bang ở phía nam thì các bạn sẽ thấy là như không có trạm thu phí, chẳng hạn như Georgia hay là những cái tiểu bang phía nam thì không thấy, nhưng mà khi các bạn đi phía bắc như thế này có rất là nhiều những cái trạm thu phí. Đấy, nhưng mà xe của mình các bạn là xe mướn á, thì cho nên thì người ta nói là các bạn cập trạm thu phí thì các bạn cứ cần chỉ cần chạy qua là được rồi, các bạn không cần phải dừng như trả tiền gì hết. Đây các bạn, thì trên con đường mình chạy đây là con đường 95 ha, cái highway này là highway 95 đi hướng north, đi hướng bắc, thì lá cây hai bên đường các bạn nó chuyển màu vàng và màu cam rất là đẹp luôn. Hiện tại thì đang có một chút mưa đó các bạn, cho nên thời tiết nó hơi âm u cho các bạn không có thấy rõ, tuy nhiên thì nó rất là đẹp các bạn. Thực sự thì nếu các bạn muốn đi du lịch và các bạn muốn cảnh đẹp thì các bạn nên đi lên phía bắc như thế này vào mùa thu sẽ rất là tuyệt vời các bạn. Sắp lên tới Booth Bay Harbor rồi. Hiện tại thì mình đang ở trong lãnh thổ của tiểu bang Maine các bạn, sát với phía bắc của nước Mỹ luôn. Ở khu vực này thì hiện tại thì khá là lạnh luôn á, thì vào mùa đông nó sẽ là lạnh dữ dội nữa các bạn. Đây thì tiểu bang Maine các bạn là nổi tiếng về tôm hùm. Đây các bạn, thì nếu mà các bạn nào tới Maine là các bạn phải ăn tôm hùm ở Maine, bởi vì tôm hùm ở Maine là tôm hùm ngon nhất ở nước Mỹ. Ok các bạn, phía trước mặt các bạn là một con đường rất là đẹp luôn. Các bạn thấy đường nào cũng đẹp. Khi mà các bạn đi lên phía bắc thì rất là nhiều những cái khung cảnh và con đường rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là mùa thu này các bạn phải đi lúc mà lá nó chưa có rụng hết. Bởi vì cái ở khu vực cái trên phía bắc này các bạn là rất là lạnh đó, cho nên lá cây nó sẽ rụng sớm hơn rất là nhiều. Thị trấn nho nhỏ rất là dễ thương ở đây. Wow, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn, lá cây
nhô uống lượng nha, rất là đẹp luôn. Wow, phía trước là một cây cầu các bạn, quá đẹp luôn, tuyệt vời các bạn, rất là yên bình luôn á. Lobster quá trời luôn các bạn. Đây, ở đây bán quá trời tôm hùm luôn. Tức là các bạn lên khu vực Maine này là kiếm tôm hùm là cực kỳ dễ mà rất là rẻ, và lại tôm hùm ngon nhất ở nước Mỹ nè các bạn. Mời các bạn nhìn bên trái nè, rất là đẹp nè. See? Oh, it's beautiful. Bữa nay mà trời mà nắng sáng hơn nữa sẽ rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn thấy không? Cái núi bên kia là cây nó màu vàng, màu đỏ rất là nhiều luôn, phía trước nè. Oh my god, it's beautiful. Beautiful. Rất là dễ thương các bạn. Có một mấy cái nhà nó ở trong kia, các bạn thấy không? À. In 1 mile, take a slight right turn onto Booth Bay Road. Đó, chỗ này là mình chạy chậm chậm á, cho các bạn coi nha, rất là đẹp luôn. Có rất là nhiều những cái cảng và biển ở khu vực Maine này các bạn, bởi vì nó giáp biển mà. Cho nên tôm hùm và đồ hải sản rất là nhiều ở đây. Đặc biệt là tôm hùm của Maine, của tiểu bang Maine này cực kỳ ngon. Đây, con đường này nè. Con đường này cho chạy có 30 dặm một giờ thôi, rất là chậm luôn. Ở đây là không có hotel gì đâu nha các bạn, ở đây là có những cái nhà nghỉ nhỏ xíu thôi đó, rất là nhỏ. Và từ nãy dọc trên đường là mình thấy là có những cái nhà nghỉ nó nhỏ xíu à đó. Chứ không có hotel, ở đây chỉ có inn đó các bạn. Những cái gì mà các bạn thấy trên màn ảnh chỉ là một phần của nó thôi, bởi vì
nó có giới hạn của cái màn hình ở phía trước mặt của các bạn, nhưng mà khi các bạn lái xe thì các bạn sẽ cảm nhận được và các bạn thấy được tận mắt của mình. Rồi các bạn sẽ có một cái cảm giác gọi là không thể diễn tả được khi mà các bạn đi những cái cung đường như thế này, đặc biệt là nếu như bạn nào thích cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Mình phải nói là các bạn nên đi du lịch ở nước Mỹ, bởi vì thiên nhiên ở nước Mỹ là một điều rất là tuyệt vời luôn các bạn. Ok các bạn, mình đang tới cái khu vực. Ok các bạn, mình đang tới khu vực này gọi là Booth Bay Harbor các bạn. Thì mình đi tới những cái nhà hàng này để mà ăn lobster. Thì hy vọng là nó có mở cửa nha. Đấy, thì đây là một cái thị trấn nhỏ nhỏ rất là dễ thương các bạn thấy không? Giống như miền quê bên Việt Nam vậy đó. Đấy, rất là nhỏ. Và đường xá nó cũng lung tung ở đây. Ở đây là một cái thị trấn rất là nhỏ xíu à, cho nên nó không có chỗ đậu xe. Cái nhà đó kìa. Colors, ok. Biết là mở cửa không? Thấy không, mở rồi đó. Không mở rồi nè. Thôi, không thấy rồi đó. Ok các bạn, thì Brian vừa mới đậu xe. Ở đây một cái thị trấn nhỏ xíu các bạn thấy không? Rất là dễ thương. Có một súng vô đây thôi. Right. Thì bây giờ hiện tại là mấy cái nhà hàng mà đồ biển ở đây là đóng cửa luôn. Bởi người ta nói là đóng cửa vì cái mùa này là mùa lạnh á, cũng không có ai tới ăn hay là tới chơi, cho nên người ta đóng cửa. Chỉ có một vài cái nhà hàng mở cửa thôi. Thì mình đi vòng vòng mình hỏi người dân ở đây, người ta nói thì có cái nhà hàng trong này mở cửa. Ok, bây giờ mời các bạn theo chân của Brian nha. Ở đây các bạn là sát cảng biển luôn ha. Tàu biển rồi đậu ngoài để mà nó đánh bắt rồi vô đây luôn. Thì ở đây là các bạn sẽ rất là dễ dàng mà tìm thấy những đồ biển ở đây. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn phải đi sớm hơn, bởi vì cái mùa này là mùa lạnh, bắt đầu là người ta đóng cửa. Đây các bạn thấy không, sừng gỗ là cái cảng ở đây đó, thì mới có tàu ở đây nè. Đó các bạn thấy không, có tàu ở đây luôn đó. Rất là đẹp, dễ thương. Một cái thị trấn nhỏ xíu rất là dễ thương ở tại khu vực Maine này, khu vực Booth Bay Harbor các bạn. Bình thường là nếu mà bán thì có thể là người ta ngồi ở đây người ta ăn luôn thì phải. Nhưng mà bây giờ là mùa này mùa lạnh, cho nên người ta đóng cửa rất là nhiều những nhà hàng. Cho nên người ta gọi là close for season các bạn. Rất là nhiều chỗ đóng cửa, chỉ có một vài những cái shop là những cái nhà hàng mở cửa thôi. Cho nên nếu mà các bạn muốn đi thì các bạn đi sớm hơn nha, đừng có đi vào mùa lạnh này. Ok, thì mình sẽ đi vào cái nhà hàng này là tên là Maxigo các bạn. Đó. Ok các bạn, thì sau khi mà tới cái nhà hàng đó thì đóng cửa luôn. Right. Nói chung thì hiện tại là cái mùa này là tất cả mấy cái nhà hàng đồ biển đóng cửa hết. Đây. Nói chung là các bạn đừng nên đi nha. Ok, đây là kinh nghiệm của mình. Bây giờ mình sẽ chạy xuống thành phố Portland các bạn, ở tiểu bang Maine này luôn. Nhưng mà Portland là một thành phố lớn, thì cách đây khoảng 1 tiếng lái xe thôi. Ok, bây giờ mình sẽ chạy xuống dưới nha.